Mở đầu bằng bài viết Chuyện ngự gục ở Diễn đàn Liên Hiệp Quốc của tác giả Trần Nhân Tuấn đăng trên báo Tiếng Dân vào ngày 29 tháng 9. Kính mời quý vị cùng chia sẻ. Chuyện ngự gục ở Diễn đàn Liên Hợp Quốc. Chuyện ngự gục trong lớp học, trong giảng đường, mặc dù có 101 lý do để chữa thẹn, như thức khuya vì ôn bài, vì rửa chén nhà hàng. Nhưng biện hộ cách nào thì đó cũng là một điều xấu hổ cho bản thân. Huống chi, chuyện ngự gục ở Diễn đàn Liên Hiệp Quốc. Mọi người có các cách để rửa mặt cho mình, nhưng người bên vực anh đại diện Việt Nam ngự gục bằng cách đưa hình ảnh những vị lãnh đạo quốc gia khác cũng ngự gục ở Diễn đàn Liên Hiệp Quốc. Nhưng việc tất cả cùng chia động từ ngũ gục, tôi ngũ gục, anh ngũ gục, chúng ta ngũ gục, không làm cho đại diện quốc dân kia tốt lên. Theo tôi, có hai điều cần bàn. Về cá nhân thì anh muốn làm gì thì làm. Nhưng khi anh là người đại diện cho cả dân tộc, đất nước, thì anh không thể làm gì tùy ý. Từ lâu tôi có đề nghị là đưa môn triết học vào dạy ở học đường, sao cho những đứa trẻ tốt nghiệp phổ thông đều thông hiểu và ý thức được những cái gọi là bổn phận, trách nhiệm, lương tâm, lương tri, vân vân. Điều mà tôi cho là quan trọng là ý thức về trách nhiệm. Nhiều người hay nói về nhân quyền, tức là các quyền của con người. Theo kiểu tôi, có quyền nói, quyền làm những điều mà bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền đã quy định. Điều này chỉ đúng khi các hành vi này không xâm phạm các quyền và lợi ích của người khác. Quyền và lợi ích của mình chấm dứt ở nơi bắt đầu quyền và lợi ích hợp pháp của người khác. Hôm trước tôi có nói về việc lưu thông ở Hà Nội, anh hay chị đang lái xe có thể tấp xe vào lề để nghe điện thoại. Anh hay chị không thể ngừng giữa đường vì hành vi này của anh chị cản trở quyền tự do lưu thông của người khác. Anh đại diện Việt Nam ngự gục giữa Diễn đàn Liên Hiệp Quốc. Bất kể vì lý do gì, hành vi của anh làm cho cả nước xấu hổ. Anh là đại diện cho Việt Nam, trách nhiệm của anh không còn giới hạn ở bản thân anh mà mở rộng cho cả nước. Anh làm điều xấu hổ, có biện hộ cách nào cũng vô ích. Cả nước xấu hổ vì anh. Vừa rồi là bài viết Chuyện ngự gục ở Diễn đàn Liên Hợp Quốc của tác giả Trần Nhân Tuấn. Tiếp tục một ý kiến của đồng mạng hôm nay, xin mời quý vị cùng theo dõi bài viết Chửi là đúng của tác giả Ngô Ngọc Trai đăng trên báo Tiếng Dân vào ngày 29 tháng 9. Chửi là đúng. Có người bảo ngủ trong lúc nghỉ giải lao. Vậy tại sao không tranh thủ thời gian trống đi trò chuyện với bạn bè quốc tế, đỡ giới thiệu về Việt Nam để vận động cho việc bầu Việt Nam thành thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an, việc mà đoàn Việt Nam đang làm. Vì thế Việt Nam thế nào trên trường quốc tế, tự mọi người biết. Nếu là những người có ý thức trách nhiệm và năng lực thì người ta phải tranh thủ mọi cơ hội, từng giây, từng phút để làm bổn phận trách nhiệm sứ mệnh ngoại giao của mình. Vì sao dân chửi? Có thông tin cán bộ ngoại giao Việt Nam mua bán ngà voi sừng tê ở châu Phi, vơi vầy cá mập trên nóc nhà đại sứ quán ở Nam Mỹ. Một cô gái ở Malaysia tự đâm dao tự vẫn vì tranh cãi chuyện tình cảm với một cán bộ ngoại giao ở sứ quán Malaysia. Những điều đó cho thấy vấn đề nguy hại có tính hệ thống của cán bộ ngoại giao và hình ảnh quốc gia. Ngoài ra, việc bổ nhiệm cán bộ ngoại giao bị nghi ngờ là quy trình kém sự giám sát của dân chúng. Đó là những việc bổ nhiệm người quan hệ quen biết con cháu lãnh đạo này nọ mà dân thường không được dự phần. Cho nên, phải khẳng định dù là giờ nghỉ thì hội trường đó không phải là nơi để ngủ. Đó là nơi quan khách quốc tế và báo chí, nơi trung tâm nghị sự của thế giới mà mọi hành vi đều bị săm soi. Việc ngủ như thế cho thấy đoàn Việt Nam chưa có sự quán triệt sâu sắc về sứ mệnh ngoại giao và gìn giữ phẩm giá hình ảnh đất nước. Sự thông cảm trong trường hợp này gần gũi với sự buông lơi trách nhiệm, dễ dãi suy đồi, đi ngược với tính quan trọng cho việc xây vị thế đất nước. Không thể chấp nhận việc ngủ trong trường hợp này và tại chỗ như thế. Thực tế là báo chí quốc tế đưa tin và làm hỏng hình ảnh suy nghĩ của người dân, các nước về Việt Nam rồi. Vừa rồi là một ý kiến cộng đồng mạng tiếp nối chương trình Việt Lai hôm nay là một nhân vật sự kiện mở đầu bằng bài viết Đài Tiếng Nói Việt Nam gỡ bỏ bài báo chữa cháy bức ảnh cán bộ ngoại giao Việt Nam ngủ sai giữa hội trường Liên Hợp Quốc. Của tác giả Hiếu Bá Linh, đăng trên trang Thời báo vào ngày 30 tháng 9. Kính mời quý vị cùng chia sẻ.
Đài Tiếng Nói Việt Nam gỡ bỏ bài báo chữa cháy bức ảnh cán bộ ngoại giao Việt Nam ngủ say giữa hội trường Liên Hợp Quốc. Hôm qua, vào ngày 29 tháng 9 của năm 2018, báo điện tử của Đài Tiếng Nói Việt Nam đã đăng bài viết sự thật sau bức ảnh thành viên phái đoàn Việt Nam ngủ say tại phòng họp Liên Hợp Quốc. Nhưng chưa đầy một ngày sau đã cho gỡ bỏ bài báo này. Hiện nay trên Google vẫn còn dấu tích của nó. Trong vài ngày qua, báo chí khắp thế giới như các tờ báo của Mỹ, Pháp, Thụy Sĩ, Iran v.v. đã đăng tin và hình ảnh một đại diện người Việt Nam ngủ say sưa trong một tư thế phản cảm trong phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ. Sau khi bức ảnh làm nhục quốc thể này gây một cơn bão lớn chưa từng có trên mạng, một số cơ quan truyền thông trong nước đã vội vã đăng những bài chữa cháy. Điển hình là bài viết trên trang báo điện tử của kênh truyền hình VTC News vào ngày 29 tháng 9 và cũng được đăng trên trang báo điện tử của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, chúng ta thử tìm hiểu nguyên do vì sao báo điện tử của Đài Tiếng Nói Việt Nam đã nhanh chóng gỡ bài báo xuống. Bức ảnh có bị cắt xén hay không? Sự thật là phóng viên AFP đã chụp hai bức ảnh khác nhau và cả hai bức ảnh này đã được tác giả rao bán trên mạng với giá là 475 euro mỗi tấm. Ghi chú bên phải của mỗi bức ảnh ghi rõ, tác giả của cả hai tấm là ông Don Ammer, phóng viên của hãng thông tấn Pháp AFP. Ngày chụp hai tấm ảnh là ngày 25 tháng 9 của năm 2018, là ngày khai mạc phiên thảo luận chung tại Hội đồng Liên Hiệp Quốc khóa 73. Mỗi tấm hình đều có kích thước, độ lớn, độ phân giải khác nhau. Như vậy là hoàn toàn không hề có chuyện cắt xén bức ảnh. Tờ báo mạng của Iran đăng cả hai tấm ảnh song song với nhau trong bản tin của mình. Ngủ say trong lúc đang họp hay là trong thời gian giải lao? Tác giả hai bức ảnh này đã chú thích rõ dưới mỗi bức ảnh là ngủ trong lúc đang họp, chứ không phải là trong thời gian giải lao. Kể cả bức ảnh bên cạnh thành viên phái đoàn Việt Nam đang ngủ có một phụ nữ mang ba lô, khom lưng ngồi dùng điện thoại, cũng được tác giả ghi chú là một thành viên phái đoàn Việt Nam đang ngủ trong lúc phiên thảo luận chung Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 73 tại New York vào ngày 25 tháng 9 của năm 2018. Có phải là thành viên phái đoàn Việt Nam mới từ Việt Nam bay sang? Trong phần sau cùng, bài báo đã chữa cháy bằng cách trưng ra nhiều hình ảnh nguyên thủ chính khách nổi tiếng ngủ gật hay tranh thủ ngủ dưới giờ giải lao ở các phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Nguyên do là vì mệt mỏi do múi giờ trên lệch lớn. Trong phần này, bài viết đã ngụ ý nói rằng cán bộ ngoại giao Việt Nam ngủ trong ảnh là thành viên phái đoàn Việt Nam mới từ Việt Nam bay sang, di chuyển từ Hà Nội đến New York. Múi giờ trên lệch lên đến 13 giờ đồng hồ, cho nên có mệt mỏi và tranh thủ chập mắt giữa giờ thảo luận cũng là điều bình thường. Nhưng sự thật, cán bộ ngoại giao này là thành viên thuộc phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc, New York. Nó có trụ sở và giờ làm việc tiếp khách hàng ngày, không khác gì một đại sứ quán Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc. Và là rõ ràng, nhân vật ngủ say giữa hội trường Liên Hợp Quốc không phải là từ trong nước mới sang dự, mà là một cán bộ ngoại giao thường trú tại New York, thuộc phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc. Nói tóm lại, với tất cả những bằng chứng rõ ràng như trên Đài Tiếng Nói Việt Nam, không còn cách nào khác hơn là phải nhanh chóng gỡ bỏ bài báo chữa cháy. Một bài viết tuy tựa đề là sự thật sau bức ảnh, nhưng đã xuyên tạc sự thật một cách trắng trợn và thô thiển. Vừa rồi là bài viết Đài Tiếng Nói Việt Nam gỡ bỏ bài báo chữa cháy bức ảnh cán bộ ngoại giao Việt Nam ngủ say giữa hội trường Liên Hợp Quốc của tác giả Hiếu Bá Linh. Tiếp nối chương trình là một những vấn đề quanh ta. Mở đầu là bài bình luận có tựa đề Bò đỏ, bò vàng, thế lực thù địch và dư luận viên từ đâu sinh ra của tác giả JB Nguyễn Hữu Vinh đăng trên trang RFA ngày 20 tháng 11, 2021. Mời quý khán thính giả cùng theo dõi.
Bò đỏ, bò vàng, thế lực thù địch và dư luận viên từ đâu sinh ra? Cuộc chiến Bắc Nam đã đi qua gần tròn một nửa thế kỷ, biết bao nhiêu lời lẽ đẹp đẽ kêu gọi hòa giải, hòa hợp từ phe thắng cuộc đã được đưa ra. Nhưng điều đó hình như vô nghĩa trong thực tế. Điều đơn giản nhất là để giải thích vấn đề này, đó chính là bản chất của người Cộng sản thường là giữa lời họ nói và việc họ làm là trái ngược nhau. Điều này có thể thấy rất rõ ràng trong thực tế xã hội mà những ai đã sống với nó thì rất dễ dàng nhận ra. Chẳng hạn đơn giản như khi đảng hô hào rằng tất cả vì hạnh phúc của nhân dân, có nghĩa là khi đó đảng ưu tiên số 1 là chiếc ghế cai trị của đảng được củng cố chắc chắn nhất và người dân chỉ là nô lệ của đảng. Chẳng hạn khi đảng tuyên bố rằng con người là vốn quý của xã hội chủ nghĩa, cũng tức là khi đó đảng dồn cả dân tộc vào những cuộc chiến khốc liệt nhất mà ở đó máu xương đổ thành sông, thành núi là chuyện bình thường. Chẳng hạn khi đảng kêu rằng sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật và mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, tức là khi đó đảng đang tự tách mình ra thành một ổ nhóm riêng biệt, đứng trên luật pháp và cả hiến pháp, còn cả dân tộc thì đàn bò trong hàng rào luật pháp được đảng chăn dắt. Chính vì vậy, những lời kêu gọi hòa giải, hòa hợp, hòa bình, bỏ quá khứ, xây dựng tương lai được đảng đem ra chỉ mãi mãi là câu khẩu hiệu nơi cửa miệng mà không hề diễn ra trong thực tế. Chúng ta có thể nghe những lời kêu gọi của quan chức cộng sản, của những kẻ cầm quyền trong những dịp du ngoại nước ngoài. Nhưng khi thù tiếp các đoàn ngoại giao, Việt Kiều hoặc tiếp nhận viện trợ hay kêu gọi sự giúp đỡ, khi đó những người Việt đã bỏ nước ra đi trong các cuộc bỏ phiếu bằng chân, được gọi là kiều bào ở nước ngoài, là khúc ruột ngàn dặm của đảng. Còn bình thường thì ngay từ ngày xưa, khi trả lời về nạn vượt biên chạy trốn cộng sản thì ông Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã cho rằng đó là bọn đĩ điếm, trộm cắp, chạy theo bơ thừa sữa cặn của đế quốc. Cho đến ngày hôm nay, ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vẫn cao ngạo rằng khi tôi đón ông Donald Trump vào thăm chính phủ thì ông cầm lá cờ Việt Nam, ông đưa lên cao thế này, lên khỏi đầu ổng. Bà con có thấy hình ảnh đó không? Đó là gì? Là bọn phản động lưu vong người Việt và chống chúng ta rã rời chân tay luôn. Từ tư duy của những kẻ đứng đầu, lãnh đạo như vậy, nó đẻ ra các chính sách, các kế hoạch cũng như sự chia rẽ sâu sắc trong nội bộ nhân dân. Chính vì thế, trong nội bộ người Việt được phản ánh qua mạng xã hội, hiện tượng cực đoan, quá khích và phân biệt, chia rẽ là một thực tế không thể xóa bỏ. Và khi không thể xóa bỏ điều này thì có nghĩa là những lời hô hào đoàn kết, hòa giải, hòa hợp hoàn toàn vô nghĩa. Để thực hiện việc chia rẽ, đem tính đảng vào cuộc sống, đảng luôn nuôi dưỡng tư tưởng, hận thù, moi móc nhằm tô vẽ cho mình những hào quang quá khứ để che đậy những thối tha hiện tại. Đảng dung túng và nuôi dưỡng lực lượng những kẻ cực đoan, ngộ độc thông tin và tinh thần kiên quyết nói không với kẻ thù cách mạng. Và trong thực tế cũng như qua mạng xã hội hoặc sách báo, người Việt hình thành hai chiến tuyến, những kẻ thắng trong cuộc chiến xâm lược ngạo nghễ, cao ngạo và mù lòa hoặc giả vờ mù lòa với những điều ngộ độc về tư tưởng cộng sản được gọi là bò đỏ. Còn lại, phía bên thua cuộc với những con người mang ai oán hận thù và nhiều nợ nần xương máu khó có thể xóa nhòa về một quá khứ vàng son, tiếc nuối và nhất định không chấp nhận cộng sản. Thành phần đó được phía bò đỏ đặt danh hiệu bò vàng. Hai lực lượng này khó có thể có những sự dung hòa trong tư tưởng, lời nói, hành động, trong thực tế cũng như trên mạng xã hội. Thêm thế lực thù địch trong mưu đồ của đảng. Thế rồi khi người dân dần dần mở mắt, thoát ra khỏi sự mơ màng ngộ độc về một chiếc bánh vẽ khổng lồ thiên đường xã hội chủ nghĩa, về một chính quyền của dân, do dân, vì dân mà đảng luôn rêu rao, thì sự phản kháng trong dân chúng bằng lời nói, hành động dần dần lớn mạnh. Để rồi từ đó, trong đất nước xuất hiện ngày càng đông đúc một lớp người mà đảng gọi là thế lực thù địch. Và khi thế lực thù địch càng nhanh chóng tăng lên, thì đảng ra sức đối phó bằng đội ngũ đông đảo những đội quân được trả lương để làm nghề giấu mặt chửi thuê trên mạng. Đội ngũ đó được gọi là dư luận viên. Thậm chí hàng trăm ngàn dư luận viên ngoài xã hội chưa đủ, đảng còn tổ chức hẳn có một sư đoàn quân đội để làm nhiệm vụ đầu độc môi trường mạng theo ý đảng. Lực lượng đó được gọi là lực lượng tác chiến mạng hay AK-47. Về đám dư luận viên và AK-47 này, kinh nghiệm cho thấy rằng đặc trưng dễ nhận biết nhất của chúng là về ngôn ngữ, những lời lẽ phát ngôn của chúng bất chấp sự kinh tởm khi người khác buộc phải phe.
Hễ mở miệng là chúng nôn thốc nôn tháo ra đủ các thứ, mà nói theo ngôn ngữ dân gian thì đó hầu hết là phụ khoa và chất thải. Chúng được dùng không hạn chế để thải ra mạng xã hội, nhất là ở những diễn đàn, những bài viết, những nghiên cứu công phu, những sự thật mà nhưng không đúng ý đảng. Mục đích chính của sự việc này là nhằm để những người đọc có văn hóa, văn minh thấy tởm lợm một môi trường mà ở đó có đủ những sản phẩm độc hại, những sản phẩm thải loại của con người được đám dư luận viên bê vào đặt nguyên si bên những sản phẩm trí tuệ. Người ta bất bình vì mạng xã hội lại có thể dung túng cho đám này quậy phá và qua đó người ta chán nản không muốn vào những nơi này, dù ở đó có những bài viết trí tuệ và sự thật. Thế là chúng đạt mục đích. Trên mạng xã hội, trong các diễn đàn, người ta đã gọi chung những ngôn ngữ này là ngôn ngữ cháu ngoan của bác để nhắc nhở lẫn nhau. Về trình độ, chúng không bao giờ bàn luận về nội dung hoặc có sự sâu sắc về bất cứ vấn đề nào nghiêm túc từ thực tế xã hội cho đến khoa học kỹ thuật. Từ nhận thức xã hội cho đến triết học, vật lý, hóa học, chúng sẵn sàng nói trắng đen, nói vuông thành tròn và nói cay thành ngọt bất chấp cả sự thật, dù rõ ràng cho đến mấy. Chúng nói bằng mọi cách bất chấp liêm sĩ để nói bằng được những lời lẽ chúng được mớm từ quan thầy, từ đám tuyên giáo. Mà chẳng cần nói thì ai cũng biết rằng trình độ khả năng của đám tuyên giáo này chưa vượt qua đầu ngọn cỏ. Bởi những người có trí tuệ và lương tâm, khả năng và liêm sĩ chẳng ai đi làm cái nghề đó. Cũng vì vậy mà thầy trò chúng lên mạng để thể hiện sự ngu xuẩn của mình một cách vô tư, sốt sáng và nhiệt tình đến mức hài hước là điều không có gì lạ. Về phương pháp, do không có khả năng nên chúng không thể viết hay có những sản phẩm trí tuệ có thể thuyết phục người ta, có thể nghe hết những điều chúng nói chứ chưa nói là tin theo. Do vậy, phương pháp chủ yếu của đám này là lập càng nhiều nick ảo càng tốt và dạo khắp mọi diễn đàn, mọi bài viết và mọi nền tảng xã hội để vào đó nhăm nhe xả thải vào những sản phẩm truyền thông xã hội nghiêm túc và tân bốc những sản phẩm vốn bốc mùi hôi chua, ẩm mốc và thối khắm của đảng viết về lãnh tụ, về sự tài tình của đảng hoặc biện minh cho những hành động phản dân hại nước. Về thành quả, người ta cứ tưởng rằng đám dư luận viên có tư tưởng mãnh liệt, có lòng tôn sùng bác, đảng và lý tưởng cộng sản nghe gớm lắm. Nghe chúng nói, cứ tưởng chúng sẵn sàng liều chết để xông ra bảo vệ đảng khi đảng lâm nguy, bảo vệ bác của chúng nếu có người xúc phạm, bảo vệ lãnh tụ của chúng nếu bị chê bai. Nhưng không, không hề có chuyện đó. Bởi nếu có nguy cơ cho đảng, chúng là những kẻ cấp dép bỏ chạy đầu tiên, mặc cho đảng chìm không sủi tâm. Thực tế là những điều này rất rõ ràng. Những lãnh đạo, lãnh tụ mà chúng đang bảo vệ bằng mọi ngôn ngữ, bằng mọi cách bẩn thỉu nhất, như chửi bới, đe dọa, khủng bố người nói lên sự thật, thì khi lãnh đạo, lãnh tụ đó nguy cơ dậu đổ, thì chúng là những dây bìm bìm đầu tiên leo lên đó. Những hình ảnh của Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh, Phan Văn Vĩnh, Trương Minh Tuấn, Nguyễn Bắc Son, cho đến Nguyễn Đức Chung hay Nguyễn Thành Tài, Trần Vĩnh Tuyến, Nguyễn Hữu Tính là những ví dụ điển hình về sự trở mặt của đám dư luận viên khi được lệnh của đảng. Thành quả và mục đích của chúng chỉ là món tiền 3 triệu cho mỗi tháng mà đảng lấy tiền dân trả cho chúng. Số tiền công mỗi tháng của chúng tương đương với khoảng 130 đô la Mỹ. Bằng số tiền kiếm được trong 8 giờ làm việc tại Hoa Kỳ với công việc dọn dẹp vệ sinh, những thứ mà chúng vẫn thường dùng để xả lên mạng xã hội. Chúng được mớm bởi đám tuyên giáo. Thế nhưng đó là số tiền cho mỗi tháng chúng bán rẻ lương tâm, chửi bới không hạn chế, bất chấp liêm sĩ, bất chấp sự thật và bịt mắt, bịt tai và thậm chí bịt mũi để lê la trên khắp các diễn đàn mạng xã hội và gây họa cho đất nước, cho dân tộc và nhân dân. Không chỉ ở trong nước mà cả trên các diễn đàn, các trang mạng của những người có ảnh hưởng đến Việt Nam. Lũ này cũng bất chấp nhào vào chửi rủa với đủ thứ ngôn từ mà người ta gọi là văn minh đảng, khiến ai cũng khiếp sợ và tẩm lợm. Tất cả những lực lượng đó, sự phân rẽ, sự mâu thuẫn và thù địch đó được nuôi dưỡng bằng tiền của dân, nằm trong một mưu đồ rất rõ ràng của đảng, chia để trị. Bởi chưng, nếu mọi người dân Việt Nam đều đoàn kết, đều không có hận thù, đều bình tĩnh học hỏi để cùng nhìn nhận rõ ai, thế lực nào là thế lực phản động, bán nước, đầy ải dân tộc hiện nay, thì đảng lấy đâu ra đất để mà sống?
chạy rồi. Đấy, nhạt đòn chí hạng đấy. Nhạt nữa. Ui trời. Đấy. Bác lúc này giỏi thật. Thôi. Nói này thôi. Buộc cái mõm vào đây. Buộc chặt vào. Mấy vòng vào? Không, một nhát nữa thôi. Vòng nữa. Thế thôi. Rào củ thế. Đập đồ cung học. Đấy, được rồi. Rò vào, đứng vào. Rào củ thì sao? Nghiêng ra. Bắt đầu chặt đi, ông chặt đi, xong lấy chảy ra. Đấy, này, cái mõm nó này hất ra thì giờ. Thế mà tiết nó phải chảy ống ốc cơ. Kéo đánh cái cành rồi. Hứng nữa vào, không mấy thì nó ra ngoài. Có tí tiết ra ngoài hết. Cho dao vào lách nữa nó ra đấy. Nó chốc cái ra đấy, giờ bắt đầu. Nó còn thở. Nó còn thở mà.